Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh về đấu tranh không khoan nhượng với các đường dây tội phạm hoạt động theo phương thức mới, lợi dụng không gian mạng để mua bán trái phép chất ma túy. Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định được đường dây mua bán ma túy cần sa do Nguyễn Phi Cơ, sinh năm 1995, ngụ tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu. Qua điều tra xác minh, đây là tụ điểm mua bán ma túy số lượng lớn trên không gian mạng, hoạt động trên quy mô cả nước với phương thức thủ đoạn mới, tinh vi, tổ chức chặt chẽ, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, bản thân các đối tượng trong đường dây và khách hàng không biết mặt nhau, chỉ liên lạc qua các hội nhóm trên ứng dụng Telegram, Viber. Việc mua bán thông qua chuyển khoản ngân hàng và dịch vụ chuyển phát nhanh, Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác lập chuyên án, huy động phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hạ Long và các phòng nghiệp vụ có liên quan để tập trung đấu tranh. Sau 2 tháng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trên không gian mạng và tại thực địa, trong hai ngày 11 và 12 tháng 6 vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Quảng Nam, Quảng Bình, đồng loạt tổ chức bắt 11 đối tượng, khám xét các kho hàng tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy nêu trên, thu giữ hàng trăm cân cần sa đang chuẩn bị đưa đi tiêu thụ, cùng rất nhiều công cụ phương tiện phục vụ việc đóng gói, ngụy trang hàng hóa, trên 7,5 tỷ đồng và các thiết bị điện tử. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, truy xét mở rộng chuyên án.